Xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh dây đàn guitar bằng ứng dụng di động và phương pháp này có thể áp dụng cả với guitar acoustic cũng như guitar classic. Đây là phương pháp đơn giản và dễ làm nhất ở thời điểm hiện tại bởi các bạn có thể tận dụng chính chiếc điện thoại di động của mình để chỉnh âm thông qua ứng dụng đã được cài sẵn. Trước khi vào phần hướng dẫn, chúng ta hãy thống nhất với nhau về cách gọi tên các dây đàn guitar. Dây có kích thước lớn nhất và mang âm sắc trầm nhất sẽ là dây số 6. Tương tự tính lên, chúng ta sẽ có các dây số 5, số 4 và đương nhiên, dây số 1 sẽ là dây có kích thước bé nhất và mang âm sắc cao nhất. 6 dây đàn sẽ ứng với những nốt nhạc như sau: dây số 6 là nốt mi, dây số 5 là nốt la, dây số 4 là nốt rê, dây số 3 là nốt son, dây số 2 là nốt si và cuối cùng dây số 1 sẽ là nốt mi. Ở đây các bạn hãy lưu ý, dây số 6 và dây số 1 sẽ cùng là nốt mi, nhưng nốt mi của dây số 1 sẽ cao hơn nốt mi dây số 6 một quãng 8. Các bạn hãy thử nghe để cảm nhận. Đây là nốt mi của dây số 6, nghe rất trầm. Còn đây là nốt mi của dây số 1. Các bạn đã thấy sự khác biệt chưa? Và mình sẽ ghi chú lại cho các bạn thứ tự những nốt nhạc này trong phần mô tả của video để các bạn có thể xem lại khi cần thiết. Có rất nhiều loại ứng dụng dành riêng cho việc chỉnh âm guitar. Các bạn lên App Store nếu là các thiết bị chạy hệ điều hành iOS hoặc Google Play nếu là các thiết bị Android. Sau đó các bạn gõ vào ô tìm kiếm từ khóa Guitar Tuner và kết quả trả về sẽ là rất nhiều ứng dụng để bạn lựa chọn. Tùy vào sở thích cũng như yêu cầu thiết bị mà bạn có thể lựa chọn ứng dụng phù hợp nhất. Về cá nhân mình thì trong nhiều năm qua mình thường sử dụng ứng dụng có tên là Guitar Tuner. Đây là ứng dụng mà theo mình là rất tốt và chính xác. Đặc biệt với bản miễn phí của nó, các bạn có thể sử dụng hầu hết các tính năng cơ bản để phục vụ cho nhu cầu chỉnh dây của bản thân. Đầu tiên các bạn hãy mở ứng dụng lên và để thiết bị gần guitar nhất có thể. Chúng ta gảy các dây đàn cần chỉnh và trên thiết bị sẽ thông báo sự chính xác của dây đàn này. Có một thanh tần số hiển thị trên ứng dụng, bạn chỉnh dây đàn lên hoặc xuống đến khi nào thanh tần số này nằm ở giữa kèm theo một âm báo là dây đàn của bạn đã được chỉnh chính xác. Ở đây, dây số 3 hiện đang quá cao và mình sẽ phải chỉnh thấp xuống. Các bạn cũng lưu ý, chúng ta chỉ gảy một dây đàn rồi chờ phản hồi, tránh trường hợp gảy một dây nhiều lần liên tục hoặc nhiều dây cùng một lúc, vì như vậy, cơ chế nghe âm từ mic thoại trên thiết bị sẽ bị nhiễu loạn. Đã xong, và giờ chúng ta hãy thử lại một lần nữa nhé. Ứng dụng di động chỉnh âm chỉ hoạt động tốt nhất trong môi trường yên tĩnh, ít tạp âm vì cơ chế của ứng dụng là thu lại âm thanh trực tiếp phát ra từ guitar để đưa ra phản hồi tần số. Nếu có quá nhiều tạp âm thì ứng dụng sẽ không được chính xác nữa. Các bạn hãy lưu ý điều này nhé. Vừa rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách chỉnh dây guitar bằng ứng dụng di động. Mong rằng video này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ bên âm nhạc. Mình là Trường, sinh viên chuyên ngành guitar Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, người sáng lập câu lạc bộ guitar thiện nguyện PGC. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.